Hà Giang, một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Những thửa ruộng bậc thang đều đặn, xanh mướt. Những nếp nhà trầm mặc mà hoang sơ. Không gian yên bình, nhưng ẩn chứa những nguy hiểm rình rập. Ba mươi năm trước, nơi đây lại chính là vùng chiến sự ác liệt nhất trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Trung bình mỗi ngày, mảnh đất này hứng chịu từ 10.000 đến 20.000 quả pháo cối, có ngày lên đến 65.000 quả. Trong hơn 5 năm, số lượng đạn pháo đã lên đến 2 triệu quả. Theo thời gian, chiến tranh dần đi vào quên lãng, song hậu quả của nó còn rất nặng nề và chưa được giải quyết triệt để. 700.000 hecta đất tự nhiên bị ô nhiễm bom mìn. 395 nạn nhân bom mìn, riêng huyện Vị Xuyên có tới 121 người, trong đó 42 người thiệt mạng do vật liệu gây nổ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nỗi đau, sự mất mát do bom mìn, vật liệu nổ tồn sót hiện hữu trong tâm trí của những người lính, từng chiến đấu trên chiến trường và đặc biệt cả là những người dân thường vô tội. Nạn nhân bị tai nạn bom mìn, phần lớn từng là lao động chính của gia đình. Tai nạn khiến họ trở thành người khuyết tật. Những nạn nhân bom mìn tại Hà Giang, họ đang sống như thế nào? Họ đã vượt qua khó khăn và làm thế nào để vươn lên trong cuộc sống? Và họ đã nhận được sự hỗ trợ gì cho bản thân và gia đình? Chương trình Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp ngày hôm nay sẽ trả lời cho những câu hỏi đó. Từ khi bị cụt một chân do bom mìn tồn sót vào năm 2005, cuộc sống của ông Nông Đình Dũng tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, gắn liền với bãi phơi gỗ cạnh nhà. Hàng ngày ông dậy sớm, chăm chỉ đẩy xe ván gỗ ép ra bãi, bắt đầu công việc phơi gỗ thuê của mình. Đất Hà Giang này là rất nhiều bom mìn, nhưng mà sót lại sau chiến tranh, giả phá nhưng mà vẫn chưa hết được. 2005 tôi cũng làm cái trang trại ở trên núi, đấy mà chăn dê, chăn rước, chăn thả. Nhưng mà là sau khi làm trang trại thì nuôi dê thì nhiều người đi lại nhiều rồi, mà mình cái chăn dê ở đấy thì bây giờ là mưa gió nó lại xói mòn, bom mìn nó nên là hôm ấy là không may đi đường này, trời mưa không giống phải mìn nổ. Cùng chung số phận với ông Dũng là anh Triệu Văn Nguyên tại thôn Nậm Ngạt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Anh đã vĩnh viễn mất đi một chân trong một lần lấy gỗ về xây nhà mới. Thôn Nậm Ngạt nằm treo leo trên núi, sát biên giới, nên đây cũng là một trong những điểm nóng về ô nhiễm bom mìn. Ở biên dưới, ở cái thôn bản này là rất nhiều bom mìn. Xung quanh toàn là bom mìn thôi, chứ không phải là gọi là chỗ nào nhiều nhất, mà chỗ nào cũng có mìn. Cũng có bom mìn, kể cả bây giờ đi ra ngoài khe đào, đào đất, đào giếc còn thấy cái loại đít cối lung tung, đất vứt lung tung. Trước thì mới đầu thì chuẩn bị ra riêng, ở riêng thế là đi làm nương phát giấy lung tung thế. Chuẩn bị làm cái nhà thế đến năm 2008, vừa lúa vừa chín thì đi lấy gỗ để làm nhà thế. Chuẩn bị là 2008 để làm nhà thôi nhưng mà bị thương không biết làm. Gia đình anh Triệu Văn Nguyên khá đặc biệt khi cả gia đình có 4 người bị tai nạn bom mìn. Trong đó có 1 người chết, 3 người bị thương. Con lớn của anh Nguyên là Triệu Văn Bền, đã 14 tuổi nhưng bị dị tật bẩm sinh, mắc bệnh không chịu lớn, chỉ cao độ nửa mét và nặng tầm hơn 20 cân. Gần nhà anh Nguyên là nhà ông Bồn Văn Hòn, bố vợ anh. Ông Hòn đã bị cụt cả hai chân vì vô tình giẫm phải mìn vào năm 2000.
Tổng cộng gia đình 4 người bị bom mìn, thì một người chết, 3 người dẫm bị loại mìn. Gia đình mới về không biết cái gì mà trước đang chết hồi hương về, không biết chỗ nào có, không biết chỗ nào có, nhưng mà từ trước ngày xưa mình cái nông ngô đâu, mình về các ông cụ già bảo là cái đấy nông ngô mình có phải đi làm, nhưng mà không biết dẫm phải mìn. Đầu tiên cậu về từ trên hai nó mới chết đấy, có về không biết gì, mình thấy đầu đạn trong ngoài rừng đi lấy cây làm nhà, mình có chết nổ phát chết anh cậu đấy. Chết anh cậu có là sao, cũng gia đình cũng không biết làm cái gì, ghét lắm rồi. Sau khi người bảo ông mình lại đi làm nương cũng lại bị dấm phải mìn đấy, cả anh cậu với cả sau lại cả con rể mình nữa cũng là bị dấm phải mìn. Không chỉ đôi chân, đến đôi tay cũng bị bom mìn cướp đi. Anh Nguyễn Văn Kim ở thôn Thanh Sơn là một trường hợp như vậy. Anh bị tai nạn bom mìn từ khi ở tuổi thiếu niên, trong một phút đùa nghịch với anh trai mình. Anh bị đúng ngày 4 năm 90, tức là anh đi phát nương. Anh phát nương là anh, tức là có anh trai nhặt được cái kíp, xong là đưa cho anh. Đưa cho anh xong là anh ấy là bảo là mày đừng có vứt cái của anh nhá. Cái của anh nhặt được đấy. Thì anh cũng, anh ấy lắc rồi, xong lại đưa cho anh. Anh cũng lắc, lắc xong nó lại nổ trên tay luôn. Những mảnh đời vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm khó khăn vì bom đạn. Hiện nay, cả nước có hơn 20% diện tích đất đai trải dài ở 63 tỉnh thành phố, ước tính còn 800.000 tấn bom mìn, vật liệu nổ trong lòng đất, sông hồ và ven biển. Ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe đời sống cộng đồng và sự phát triển của kinh tế xã hội. Vẫn còn trên 102.000 người là nạn nhân của bom mìn, trong đó có 40.000 người chết và 62.000 người bị thương. Con số này vẫn đứng trước nguy cơ ngày càng gia tăng. Mặc dù những năm gần đây, tai nạn do bom mìn giảm đáng kể nhờ diện tích ô nhiễm bom mìn được làm sạch, công tác giáo dục truyền thông giúp đỡ người dân nâng cao ý thức phòng tránh. Hàng năm, nhà nước dành nguồn ngân sách hàng nghìn tỷ đồng cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điển hình mẫu mực về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Song để khắc phục hậu quả và tiến tới loại bỏ hoàn toàn bom mìn, vật liệu nổ khỏi đời sống người dân, cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Mỗi một hoàn cảnh tai nạn do bom mìn. Tuy nhiên, không vì những mất mát, đổ lỗi cho số phận và hoàn cảnh, người thân và nạn nhân bom mìn không từ bỏ niềm vui sống và sự lạc quan. Dù bị thương tật, họ vẫn cố gắng vươn lên, tìm cách giúp đỡ cho gia đình, đóng góp cho xã hội. Không chỉ vậy, họ còn quay lại thông tin và hướng dẫn cho những người xung quanh và con cháu về sự nguy hiểm của bom mìn. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ của nhà nước và chính quyền địa phương nhằm khắc phục hậu quả bom mìn đã giúp các nạn nhân bom mìn hạn chế phần nào những khó khăn trong sinh hoạt, giúp họ bớt mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay, nhà anh Nguyễn Văn Kim đón tiếp một vị khách đặc biệt. Đó là anh Bồn Văn Hòi, Phó Chủ tịch xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây chỉ là một trong rất nhiều chuyến thăm hỏi của anh tới nhà những nạn nhân bị tai nạn do bom mìn. Vui mừng khi có khách đến chơi,
Anh Nguyễn Văn Kim khéo léo điều khiển hai chòm tay cụt của mình, rót nước, mời trà. Để có thể thành thục các động tác trên, những động tác rất đơn giản đối với người lành lặn, anh Kim phải luyện tập hàng năm trời. Chế tạo từ là ấy là mà chế tạo cái vỏ đèn pin. Cái vỏ đèn pin, công cụ chuẩn đấy. Cái này hơi bị thừa rồi đấy. Đúng rồi, xong rồi bắt đầu lấy cái... Bên chén trà nóng, hai người bạn trò chuyện vui vẻ. Anh Kim phấn khởi khoe những dụng cụ ngộ nghĩnh do chính anh phát minh ra để giúp sinh hoạt hàng ngày của mình dễ dàng hơn, không còn cậy nhờ quá nhiều vào vợ con, lối xóm. Đến trưa, anh Kim tự mình ra bếp nấu cơm giúp vợ. Việc nấu cơm đối với anh cũng có nhiều khác biệt. Anh dùng một cái đòn gánh dài có mấu để đóng đậy nắp vung thay cho đôi tay của mình. Tuy vất vả, nhưng anh vẫn cố gắng luyện tập, giúp đỡ gia đình trong những việc nhỏ hàng ngày. Anh cũng phải đi, cũng đi chăn trâu, chăn bò, nuôi lợn, nuôi liếc, cũng phải đi làm chứ. Không phải ngồi chơi, ăn chơi, ngồi chơi đâu. Anh cũng phải đi làm đấy, không phải đơn giản đâu. Chăn lợn, cũng phải chăn. Cũng phải biết làm, vươn mình lên, cho với mọi người. Thế thôi. Chào tạm biệt anh Nguyễn Văn Kim, anh Hỏi tiếp tục vượt qua hàng chục cây số đường núi gồ ghề để lên nậm ngạt thăm gia đình ông Bồn Văn Hòn. Sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương đã giúp những nạn nhân bom mìn thêm ấm lòng, tự tin hơn trong cuộc sống. Từ một người khỏe mạnh nhưng giờ mất cả hai chân, đi lại khó khăn, phải chống nạn, ông Hòn luôn bị ám ảnh bởi bom mìn. Để bảo vệ mọi người cũng như các thế hệ sau, ông sưu tập những vỏ mìn, vỏ đạn rỗng để kể cho con cháu về sự nguy hiểm của thứ vũ khí chiến tranh này và cách thức phòng chống. Cài trong, nếu mà trong ở trong, nếu mà có thì dấm vào thì sẽ nổ. Nhưng mà nổ phát nổ, nếu mà nổ thì con người thì không sống được. Cái này nó nổ cả vỏ luôn. Cả nổ cả vỏ luôn. Cái này thì cái này thuốc là được thuốc năm lạng đấy. Thì bây giờ trong nhà chỉ còn 1, 2, 3, 4 cái. Cái đầu đạn thì nó đông nổ rồi, chú lấy về xem. Từ chú bị sau khi thấy cái bom mìn này, bỏ mìn về, chú lấy về cho các cháu xem. Sau khi thấy mà cũng ném, cũng nghịch. Đấy, cũng phải gõ. Đấy, thấy phải cho báo về cho người lớn lấy về, hoặc báo cho chính quyền xã. Anh Triệu Văn Nguyên, con rể ông, cũng đồng tình với quan điểm đó. Anh không muốn các thế hệ trẻ tiếp tục bị thương tật do bom mìn và vật liệu nổ còn tồn sót trên mảnh đất này. Nên dù đi đâu, anh cũng chú ý nhắc nhở con mình và những trẻ em anh bắt gặp trên đường. Một cái gì nên chất nổ này cấm, cũng không cho các con nhặt một quả nào, cũng không cho lấy về, cũng phải nhắc nhở các con, chứ không phải nhắc riêng các con đâu. Anh đi ra ngoài kia thì thấy trẻ con hay nhặt lung tung nghịch thì anh cũng bảo không nên sờ, không nên nghịch cái này. Cái này là chất nửa, hại người đấy, hại chết người hay là mù mắt, gãy chân tay, không biết làm ăn. Ông Hòn và anh Nguyên đều đã được nhà nước và các tổ chức xã hội hỗ trợ lắp chân giả thay thế. Bản thân ông Hòn dù cột cả hai chân, nhưng vẫn quyết định chỉ lắp một chân để nhường chiếc còn lại cho những người bị tai nạn bom mìn khác. Như chú bị từ năm 2000 đến 2002, lại được đi 2004 lại được đi đo chân, làm chân giả. Đến bây giờ cũng được đo 2-3 lần rồi. Và chú đã mất hai chân rồi, để cho nếu mà có người, nếu mà cột như chú một chân thì để cho một cái cho người khác, cho làm một cái, nhưng mà chú thì chỉ làm một cái thôi, cho đi dễ. Do các bộ phận chân tay giả đều yêu cầu thay thế sau một thời gian sử dụng để ngăn ngừa hư hỏng, nên đến năm 2015, Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả Bom mìn Việt Nam đã kết hợp với Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng tỉnh Hà Giang tổ chức tặng quà, tuyên truyền chủ trương, chính sách và tâm khắc phục hậu quả bom mìn của nhà nước.
Trong đó, một hoạt động rất ý nghĩa của hội là tiến hành đo khám làm chân tay giả miễn phí cho các nạn nhân tai nạn bom mìn trong địa bàn tỉnh Hà Giang. Anh Kim, ông Hòn và anh Nguyên cũng nằm trong danh sách tham gia chương trình này. Cái chân giả mình được bó bột trực tiếp tận nơi thì mình được cái là làm thì bệnh nhân ở ngay trực tiếp ở gần đây. Cho nên mình được bó, mình đo từ đầu, mình bó từ đầu rồi là từng chi tiết một, đo từng chi tiết một. Thế sau đó thì mình về mình được thử từng bước một, làm xong rồi, làm xong từng bước thôi rồi bắt đầu mình được thử cho bệnh nhân. Cho những người dùng chân giả đấy, thế là người ta sẽ về thử đi được rồi thì người ta mình mới hoàn thiện, thế là phù hợp với người ta khi không được thử. Bên cạnh việc đo khám các bộ phận cơ thể bị thương tật, các thông tin khác về thời gian, địa điểm cũng được thu thập để đảm bảo những chiếc chân tay giả phù hợp với nhu cầu, tâm lý, các đặc điểm riêng biệt cũng như địa hình cụ thể tại địa phương. Những bộ phận thay thế này được sản xuất tại xưởng chế tạo chân tay giả của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tuy là xưởng sản xuất quy mô địa phương, mỗi năm sản xuất gần 100 bộ chân tay giả, nhưng xưởng chế tạo chân tay giả vẫn mở cơ hội cho những nạn nhân bom mìn được lao động và hòa nhập cộng đồng. Sản xuất bộ phận chân tay giả yêu cầu sự tỉ mỉ và độ chính xác cao. Sau khi lấy mẫu bằng thạch cao, kỹ thuật viên sẽ sử dụng nhựa tấm màu để chế tạo bộ phận giả cho người bị nạn. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, một bộ phận chân tay giả còn phải phù hợp với điều kiện địa phương cũng như thể trạng của nạn nhân bom mìn. Chính vì vậy, những cơ sở sản xuất chân tay giả ngay tại địa phương như thế này đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Do cái vùng miền của trong khu vực miền núi thì nó cũng có những cái vùng miền khác nhau và cái nhu cầu sử dụng cái dụng cụ chân tay giả cũng khác nhau. Thế thành thử ra là chúng tôi cũng có những cái suy nghĩ, cũng có những thiết kế khác để đáp ứng cái nhu cầu của họ. Tôi nói ví dụ như thế thì đây là một cái chân mà nó hoàn toàn bình thường so với này. Nếu anh mang cái chân này về dưới Hà Nội hay mang cái chân này về tất cả các cái xưởng khác trong khu vực miền Bắc này thì nó tương tự giống nhau. Có thể là do mỗi nơi sản xuất theo một chất liệu khác thôi, còn nó tương tự giống nhau. Thế nhưng mà chúng tôi ở trên này thì vì cái nhu cầu của người bệnh, người khu vực chúng tôi ở đây nó có cái nhu cầu khác, thành thử ra là chúng tôi đã phải chế ra cái loại chân mà nó sẽ phù hợp với họ để đảm bảo cho họ neo đồi cũng được này, dẫm xuống ruộng cũng được này, và họ có thể đi ở các cái bờ to bờ nhỏ trên đồng ruộng nhà họ thì họ vẫn có thể đi được. Phần lớn trang thiết bị kỹ thuật của xưởng này là do Hội Cựu chiến binh Mỹ tài trợ vài năm trước trong một chương trình hợp tác với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng do chiến tranh. Hai kỹ thuật viên chính của xưởng đã được gửi đi đào tạo bài bản và được cấp bằng kỹ thuật cao tại Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật viên Chỉnh hình Việt Nam Viết Cốt, một cơ sở đào tạo uy tín về chấn thương chỉnh hình theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Chân tay giả và Nẹp chỉnh hình quốc tế ISPO và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hàng năm ấy, cái số lượng bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn vào với Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì cũng tương đối đông đảo. Thế thì cái ảnh hưởng của bom mìn thì nó ảnh hưởng rất là cái tổn thương do bom mìn rất là đa dạng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe và sự lao động của cái người nạn nhân. Thế thì hàng năm thì bệnh viện chúng tôi thì cũng tiếp nhận những cái đối tượng là người khuyết tật nói chung. Trong đó có các nạn nhân bom mìn đến thì cần các cái trợ giúp về y tế, cần những cái dụng cụ trợ giúp như là chân tay giả, như là việc mà phục hồi chức năng để về mặt vận động. Thì hàng năm thì Sở Lao động vẫn đặt hàng chúng tôi để cung cấp các cái dụng cụ trợ giúp như là chân giả, như các cái nẹp chỉnh hình cho những người khuyết tật vận động thuộc các đối tượng là bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh này. Hầu hết họ đều ở những cái vùng nghèo. Bom mìn tồn sót lại ở những thành phố lớn ấy thì cơ bản là giải phạt. Nhưng bom mìn ấy mà còn sót lại ở những cái vùng biên giới, vùng giáp danh, những tỉnh nghèo mà chủ yếu là những tỉnh rất khó khăn. Thì hội chúng tôi có nhiệm vụ là làm sao để mà mình
điều tra khảo sát nắm tình hình thực tế của bà con. Thế rồi sau đó thì vận động quyên góp các tổ chức chống nước kinh tế để hỗ trợ họ cho một phần để họ đỡ khó khăn. Rồi tìm cách sau này là gì, là hỗ trợ họ để có cái công ăn việc làm nó phù hợp với cái sức khỏe và điều kiện của họ. Rồi hỗ trợ họ cái công ăn việc làm nghề nghiệp này. Thế rồi nếu mà có điều kiện nữa thì có thể hỗ trợ họ để họ có thể có những cái ngôi nhà nó tốt hơn để mà trực tiếp giải quyết công việc khó khăn hơn. Với những cố gắng từ nhà nước, từ các hội nhóm xã hội, những nạn nhân bom mìn giờ đây đã có cơ hội được sống cuộc sống tốt hơn trong điều kiện đầy đủ hơn trước. Vẫn ở nhiều đời thôi. Bây giờ chú cũng là bảo là người cũng bị bom, cũng bị này, nhưng mà được nhà nước lắp chân rồi phải cố gắng vươn lên, để khó khăn nào cũng phải cố gắng. Vượt lên nỗi đau do bom mìn, vật nổ cướp đi một phần thân thể là nỗ lực và quyết tâm lớn của hàng nghìn nạn nhân bom mìn ở Hà Giang. Những người mang thương tật bom mìn là hình ảnh rõ nhất về mối nguy hiểm của bom mìn đang đe dọa đến cuộc sống bình yên của người dân. Dù đối mặt với khó khăn, những nạn nhân bom mìn tại Hà Giang bỏ qua nỗi đau mất mát, giữ niềm tin vào tương lai và nỗ lực thoát khỏi bóng đen của bom đạn vẫn đang đè nặng lên mảnh đất này. Chương trình Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp tuần này xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ: Chương trình Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp, Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Email: cuocsongvantuoidep@vtv.vn, điện thoại: 0437710644. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên địa chỉ www.vtv4.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.